Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em về rất nhiều loại máy câu các bác nhé. Từ size nhỏ, size to, đầy đủ tất cả các size nhé. Rất nhiều, toàn máy đẹp không thôi. UTK 2500 này. Kit thì về được mấy con luôn này. Size 1500 này, 2004 này. Toàn máy đẹp các bác nhé. 2506 này. Con là hai lô luôn. Nucky size 500 này, đẹp như mới. Nucky size 3000 này, son này, BB, Gasabin, người đẹp ánh trăng này, đẹp như mới luôn này. Luviat 2012, Van Ford size 3000, Sergeant X 2019. Size 5000 tối G. Biomaster các bác này. Biomaster ra ban sản xuất này. Biomaster size 6000, máy đẹp như mới. Tewin 2075 size 5000. Bao súp size 4000, máy đẹp. SLX DC 2023 các bác này. Máy đẹp này. Tatula Tip R, dòng máy rất đẹp. Ngoài ra còn nhiều các bác nhé. Comlec C4 2500, máy đẹp như mới. Sergeant này 2000 này. Van Ford 4000. Emblem, máy đẹp này. Tatula này, máy đẹp này. Sarsenita MG này, size 3000, ra ban sản xuất. Daiwa BG FPK size 4000, mẫu BG 2023. Nucky Aquena Utega C2000 SHG, máy đẹp, Nucky 2021. Kaida size 2000, Kaida 2021. Đây qua ESN BB 4000 mấy G, máy mới các bác nhé, máy mới giá rẻ. Đây qua Blast 4000H, máy đẹp kia. Nucky 5000 G. Biomaster size 6000, máy đẹp. Còn máy cối nồng như các bác nhé. Cối nồng 2 lô. Sabin roi trắng. SD35, Sabin roi SD35, máy đẹp. Toàn máy đẹp không các bác nhé. Giá tốt nhất thị trường, đảm bảo máy tốt, giá tốt cho các bác. Các bác cần chỉ liên hệ qua số trên màn hình của em các nhé. Rồi em cảm ơn tất cả các bác nhé.